Chào mừng các em đã đến với www.sửamáy66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Phần 1. Lịch sử Việt Nam. Chương 1. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỷ 19. Bài 1. Việt Nam trước nguy cơ bị Pháp xâm lược. A lớn. Kiến thức cần nhớ. Một lớn, tình hình Việt Nam giữa thế kỷ 19. Chế độ phong kiến Việt Nam đang bộc lộ những dấu hiệu của sự khủng hoảng. Nhà nước quân chủ chuyên chế được tăng cường, học thuyết Khổng Mạnh được đề cao, trật tự phong kiến là bất di, bất dịch. Những chủ trương, chính sách của nhà nước gây cản trở sự phát triển kinh tế, công, thương nghiệp. Đường lối đối ngoại thiển cận, việc cấm đạo Thiên Chúa làm cho Việt Nam ngày càng bị cô lập. Đời sống của nhân dân ngày càng quẫn bách, hàng loạt cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra, khả năng phòng thủ, quốc phòng yếu kém. Sự khủng hoảng, suy yếu của chế độ phong kiến đã đặt Việt Nam trước một tình thế bất lợi trước nguy cơ xâm lược của thực dân Pháp. Hai lớn, Việt Nam trong bối cảnh các nước phương Đông bị xâm lược. Đến giữa thế kỷ 19, một loạt nước châu Á và Đông Nam Á đã bị biến thành thuộc địa. Bồ Đào Nha chiếm Goa 1510, Malacca 1511, Nhôm Ngó Trung Quốc 1514, Philippines 1521, Việt Nam 1524, Áo Môn 1563, Hà Lan, Pháp, Anh cũng đến Việt Nam và đặt quan hệ buôn bán từ thế kỷ 17. Tư bản Pháp cuối cùng đã bám sâu vào Việt Nam thông qua Hội Truyền giáo nước ngoài của Pháp. Ba lớn, thực dân Pháp tìm cớ can thiệp vào Việt Nam. Những người đi tiên phong, vạch đường cho cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp là các thương nhân và giáo sĩ Pháp đến Việt Nam từ các thế kỷ 17, 18. Nổi bật nhất là giám mục De Rose, đến từ giữa thế kỷ 19. Chính phủ tư sản Pháp đã quyết định tiến đánh Việt Nam bằng vũ lực. Pháp tiến hành nhiều hoạt động khiêu khích, đưa quốc thư cho triều đình Huế, bắn phá các đồn lũy của ta, xin được truyền đạo và buôn bán ở Việt Nam. Tháng 7 năm 1857, với cớ triều đình Huế làm nhục quốc thể nước Pháp và binh vực đạo Thiên Chúa đang bị khủng bố, Pháp chuẩn bị tấn công nước ta và kêu gọi triều đình Tây Ban Nha phối hợp hành động. Bài 2. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1858-1884. Một lớn, cuộc kháng chiến ở Đà Nẵng và các tỉnh Nam Kỳ. Một nhỏ, trên mặt trận Đà Nẵng năm 1858. Chiều 31 tháng 8 năm 1858, Liên quân Pháp, Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng. Sáng ngày 1 tháng 9 năm 1858, chính thức tấn công Đà Nẵng, chiếm bán đảo Sơn Trà. Nguyễn Tri Phương huy động quân dân đắp lũy, thực hiện vườn không nhà trống, làm cho thực dân Pháp không thực hiện được kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh và bị sa lầy trên chiến trường Đà Nẵng. Tháng 2 năm 1859, Pháp đưa quân vào đánh Gia Định. Hai nhỏ, chiến sự ở Gia Định và các tỉnh Nam Kỳ từ năm 1859 đến năm 1862. Gia Định là vựa lúa của Việt Nam và có vị trí chiến lý quan trọng. Sáng 17 tháng 2 năm 1859, Pháp tấn công và chiếm được Gia Định. Nguyễn Tri Phương huy động quân dân xây dựng phòng tuyến Chí Hòa, thực hiện chiến lược phòng ngự bị động. Pháp có điều kiện củng cố lực lượng, phá tan đại đồn Chí Hòa và sau đó chiếm ba tỉnh Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long. Nhân dân Nam Kỳ anh dũng đứng lên kháng chiến, gây cho Pháp nhiều khó khăn. Ngày 10 tháng 2 năm 1861, Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đã đánh chiếm chiếc tàu Esperance trên sông Vàm Cỏ tại làng Nhiệt Tảo. Nhưng triều đình Huế
đã ký với Pháp hiệp ước ngày 5 tháng 6 năm 1862, nhượng hẳn cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Ba nhỏ, cuộc chiến từ sau hiệp ước 1862. Từ sau hiệp ước 1862, cuộc kháng chiến của nhân dân miền Nam vẫn tiếp tục phát triển. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Trương Định đã làm cho thực dân Pháp phải khiếp sợ, và căn cứ Tân Hòa, Gò Công đã trở thành đại bản doanh của phong trào kháng chiến ở miền Nam. Bốn nhỏ, cuộc kháng chiến ở ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Sau khi chuẩn bị lực lượng quân sự, lợi dụng thái độ bạc nhược của triều đình Huế, Pháp đã đưa thư buộc các quan lại nhà Nguyễn ở miền Tây phải nộp thành. Chỉ trong vòng 5 ngày, từ 20 đến 25 tháng 6, 1867, Pháp đã chiếm nốt ba tỉnh miền Tây không tốn một viên đạn. Nhân dân ba tỉnh miền Tây đã đứng lên đánh Pháp dưới nhiều hình thức đấu tranh phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Nổi bật là các cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân. Cuối cùng, do tương quan lực lượng chênh lệch, phong trào đã thất bại. Hai lớn, thực dân Pháp tiến hành đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất 1873, kháng chiến lan rộng ra Bắc Kỳ. Một nhỏ, tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất. Sau khi Pháp chiếm 6 tỉnh Nam Kỳ năm 1867, tình hình nước ta càng khủng hoảng nghiêm trọng. Về chính trị, nhà Nguyễn tiếp tục chính sách bảo thủ, bế quan tỏa cảng. Nội bộ quan lại phân hóa bước đầu thành hai bộ phận, chủ chiến, chủ hòa. Kinh tế ngày càng kiệt quệ. Xã hội, nhân dân bất bình, đứng lên đấu tranh chống triều đình ngày càng nhiều. Nhà Nguyễn cự tuyệt những chủ trương cải cách. Hai nhỏ, thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất năm 1873. Sau khi thiết lập bộ máy cai trị ở Nam Kỳ, Pháp âm mưu xâm lược Bắc Kỳ. Pháp cho gián điệp do thám tình hình miền Bắc, tổ chức các đạo quân nội ứng, lấy cớ giải quyết vụ DP đang gây rối ở Hà Nội, thực dân Pháp đem quân ra Bắc. Ngày 5 tháng 11 năm 1873, đội quân tàu chiến của quân Pháp do Garnier chỉ huy ra đến Hà Nội, giở trò khiêu khích quân ta. Ngày 19 tháng 11 năm 1873, Pháp gửi tối hậu thư cho Tổng đốc thành Hà Nội. Không đợi trả lời, ngày 20 tháng 11 năm 1873, Pháp tấn công thành Hà Nội, chiếm được thành, sau đó mở rộng đánh chiếm các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Ba nhỏ, phong trào kháng chiến ở Bắc Kỳ trong những năm 1873-1874. Triều đình, khi Pháp đánh thành Hà Nội, 100 binh lính đã chiến đấu và hy sinh anh dũng tại Ô Quan Chưởng. Trong thành, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương chỉ huy quân sĩ chiến đấu dũng cảm. Nguyễn Tri Phương hy sinh, thành Hà Nội thất thủ, quân triều đình nhanh chóng tan rã. Phong trào kháng chiến của nhân dân. Khi Pháp đến Hà Nội, nhân dân chủ động kháng chiến, không hợp tác với giặc. Khi thành Hà Nội thất thủ, nhân dân Hà Nội và nhân dân các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ vẫn tiếp tục chiến đấu, buộc Pháp phải rút về các tỉnh lỵ cố thủ. Ngày 21 tháng 2 năm 1873, quân ta phục kích ở Cầu Giấy. Garnier tử trận nên thực dân Pháp hoang mang, chủ động thương lượng với triều đình. Năm 1874, triều đình ký với thực dân Pháp hiệp ước Giáp Tuất, dâng toàn bộ 6 tỉnh Nam Kỳ cho Pháp. Hiệp ước gây nên làn sóng bất bình trong nhân dân. Từ đó, phong trào kháng chiến kết hợp giữa chống thực dân với chống phong kiến. Ba lớn, kháng chiến ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ trong những năm 1882-1884. Lấy cớ triều đình Huế không thi hành nghiêm chỉnh hiệp ước 1874. Tháng 8 năm 1882, Rivière kéo quân ra Hà Nội. Sau khi giở trò khiêu khích, ngày 25 tháng 4 năm 1882, quân Pháp đánh thành Hà Nội. Hoàng Diệu chỉ huy quân sĩ kiên quyết chống cự, nhưng cuối cùng thành mất, Hoàng Diệu tự vẫn để bảo toàn khí tiết. Lợi dụng thái độ do dự của triều đình Huế, quân Pháp tỏa đi chiếm Hòn Gai, Quảng Yên
và các tỉnh đồng bằng. Quân dân Bắc Kỳ đã anh dũng chặn đánh quân Pháp, Hoàng Tá Viên, Trương Quang Đãng, đem quân chốt giữ Sơn Tây, Bắc Ninh, hình thành hai gọng kìm áp sát Hà Nội. Nhân dân không bán lương thực cho Pháp. Các đội nghĩa dung được thành lập, tự động rào hàng đắp cảng. Nhân dân Nam Định đốt các dãy phố tạo thành bức tường lửa ngăn chặn địch. Nguyễn Hữu Bản tự mộ quân đánh giặc và hy sinh trong chiến đấu. Trận Cầu Giấy lần 2, 19 tháng 5 năm 1882. Quân dân ta siết chặt vòng dây ở Hà Nội, Rivière phải từ Nam Định trở về ứng cứu. Ngày 19 tháng 5 năm 1882, Rivière theo đường Sơn Tây tiến ra phủ Hoài Đức, chuẩn bị quân của Hoàng Tá Viêm và Lưu Vĩnh Phúc đổ ra đánh. Hàng chục tên giặc bị tiêu diệt, Rivière bị giết. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai thể hiện rõ ý chí quyết tâm sẵn sàng tiêu diệt giặc của nhân dân ta. Sau khi được tăng viện, quân Pháp đánh thẳng vào Thuận An. Quân dân ta kháng cự quyết liệt từ 18 đến 20 tháng 8 năm 1883. Triều đình Huế lúng túng xin đình chiến và chấp nhận ký hiệp ước Hắc Măng năm 1883 và hiệp ước Peranôt thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên đất nước Việt Nam. Sau hiệp ước Hắc Măng và Patanôt, cuộc kháng chiến của nhân dân ta vẫn tiếp tục cho đến tháng 6 năm 1885 khi nhà Thanh có các thỏa thuận mới về vấn đề Việt Nam. Bài 2. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ 19. A lớn, kiến thức cơ bản. Một lớn, tình hình Việt Nam nửa sau thế kỷ 19 và sự xuất hiện trào lưu Duy Tân. Trong nửa sau thế kỷ 19, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương trở thành sâu mọt. Địa chủ, cường hào, tha hồ đục khoét, nhũng nhiễu nhân lành. Nhiều cuộc khởi nghĩa và bạo loạn chống triều đình đã nổ ra. Các cuộc khởi nghĩa và bạo loạn cuối cùng đều bị dập tắt, nhưng đã làm cho tài lực, binh lực của triều đình Nguyễn hao mòn. Mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân với giai cấp phong kiến thống trị ngày càng trở nên sâu sắc. Trước tình hình đó, một số quan lại, sĩ phu yêu nước và tiến bộ đưa ra các đề nghị cải cách Duy Tân. Hai lớn, một số đề nghị cải cách Duy Tân tiêu biểu. Đi đầu trong phong trào là một số quan chức, sĩ phu có học vấn cao, có dịp ra nước ngoài, tầm mắt được mở rộng như Nguyễn Hiệp, Lê Đính, Phạm Phú Thứ, Đặng Huy Trứ, Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Trường Tộ. Năm 1868, Đinh Văn Điền, một người theo Công giáo, đã đề nghị mở mang việc khai mỏ, đóng tàu, biệt đãi người phương Tây, khai thông buôn bán, huấn luyện quân đội theo lối mới. Các ông Trần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lý, Nam Định để thông thương với bên ngoài. Năm 1872, Viện Thượng Bạc đề nghị mở ba cửa biển Đà Nẵng, Ba Lạc, Đồ Sơn. Từ năm 1863 đến năm 1871, Nguyễn Trường Tộ đã gửi đến triều đình gần 60 bản điều trần, đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công, thương, tài chính, chấn chỉnh võ bị, ngoại giao, cải tổ giáo dục. Vào các năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch đã dâng triều đình các bản thời vụ sách, đề xuất ý kiến nhằm giải quyết các yêu cầu bức thiết của thời cuộc. Bài 3. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ 19. A lớn, kiến thức cơ bản. Một lớn, phong trào cần vương bùng nổ. Một nhỏ, cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh Thành Huế và sự bùng nổ phong trào cần vương. Nguyên nhân của cuộc phản công. Sau hai hiệp ước Hắc Măng năm 1883 và Patanôt năm 1884, thực dân Pháp bắt đầu thiết lập chế độ bảo hộ ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Phong trào tranh đấu chống Pháp của nhân dân ta đã tiếp tục phát triển. Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân, phe chủ chiến trong triều đình
do Tôn Thất Thuyết đứng đầu, mạnh tay trong hành động. Những hành động của phe chủ chiến nhằm chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy chống Pháp giành chủ quyền. Thực dân Pháp âm mưu tiêu diệt phe chủ chiến, Tôn Thất Thuyết quyết định ra tay trước. Diễn biến cuộc tấn công Pháp. Đêm 4, rạng ngày 5, tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh cho quân triều đình tấn công Pháp ở Tòa Khâm Sứ và Đồn Mang Cá. Sáng ngày 6 tháng 7 năm 1885, quân Pháp phản công Kinh Thành Huế. Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi cùng triều đình rút khỏi Kinh Thành lên Sơn Phòng, Tân Sở, Quảng Trị. Ngày 13 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước. Chiếu Cần Vương đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh của nhân dân ta. Phong trào Cần Vương bùng nổ kéo dài suốt 12 năm cuối thế kỷ 19. Hai nhỏ, các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương. Phong trào Cần Vương bùng nổ và phát triển qua hai giai đoạn. Từ 1885 đến 1888, lãnh đạo Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, các văn thân, sĩ phu yêu nước, lực lượng đông đảo nhân dân, có cả dân tộc thiểu số, địa bàn rộng lớn từ Bắc vào Nam, sau nổi nhất là Trung Kỳ, từ Huế trở ra và Bắc Kỳ. Diễn biến, các cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ, tiêu biểu có khởi nghĩa Ba Đình, Hương Khê, Bãi Sậy. Kết quả, cuối năm 1888, Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt và lưu đày sang Algeria. Từ năm 1888 đến năm 1896, lãnh đạo, các sĩ phu, văn thân yêu nước tiếp tục lãnh đạo, địa bàn thu hẹp, quy tụ thành trung tâm lớn, trọng tâm chuyển lên vùng núi và trung du, tiêu biểu có khởi nghĩa Hồng Lĩnh, Hương Khê. Kết quả, năm 1896, phong trào thất bại. Tính chất của phong trào là phong trào yêu nước chống thực dân Pháp theo khuynh hướng ý thức hệ phong kiến, song thể hiện tính dân tộc sâu sắc. Hai lớn, các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương. Một nhỏ, khởi nghĩa Bãi Sậy 1883-1892. Bãi Sậy là một vùng lau sậy rậm rạp ở huyện Vân Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Hưng Yên, nơi có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua. Nguyễn Thiện Thuật là thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa, sử dụng chiến thuật du kích gây cho Pháp nhiều thiệt hại. Thực dân Pháp tập trung lực lượng bao vây, tiêu diệt. Tháng 7 năm 1889, cuộc khởi nghĩa suy yếu, đến năm 1892 thì tan rã hẳn. Hai nhỏ, khởi nghĩa Ba Đình 1886-1887. Căn cứ Ba Đình nằm giữa vùng chiêm trũng, nước ngập mênh mông của ba làng Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mỹ Khê, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Thủ lĩnh là Phạm Bành và Đinh Công Tráng. Nghĩa quân thường tổ chức tiêu diệt các đoàn xe vận tải của địch trên quốc lộ số 1. Tháng Giêng năm 1887, Pháp tập trung lực lượng vây hãm, công phá và thiêu rụi ba làng, bắt triều đình Huế xóa tên ba làng trên bản đồ hành chính. Ba nhỏ, khởi nghĩa Hùng Lĩnh 1887-1892. Lãnh đạo khởi nghĩa là Tống Duy Tân, địa bàn hoạt động ở Hùng Lĩnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Trong vòng 2 năm 1889-1890, nghĩa quân gây cho Pháp nhiều thiệt hại. Pháp tập trung lực lượng truy quét, nghĩa quân rút lên miền Tây Thanh Hóa. Tháng 10 năm 1892, Tống Duy Tân bị bắt, phong trào bị thất bại. Bốn nhỏ, khởi nghĩa Hương Khê 1885-1896. Thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa là Phan Đình Phùng và trợ thủ Cao Thắng. Địa bàn hoạt động khắp bốn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Giai đoạn 1889-1895 là thời kỳ chiến đấu quyết liệt của nghĩa quân, đánh thắng nhiều trận càn và tấn công một số đồn trại của Pháp. Thực dân Pháp tập trung binh lực, tăng cường càn quét, tấn công vào căn cứ Ngàn Tươi. Lực lượng nghĩa quân bị suy yếu dần
và ngày 28 tháng 12 năm 1895, Phan Đình Phùng hy sinh. Các thủ lĩnh còn lại tiếp tục chiến đấu cho đến năm 1896, phong trào tan rã. Ba lớn, khởi nghĩa Yên Thế và phong trào đấu tranh của đồng bào miền núi. Một nhỏ, phong trào nông dân Yên Thế, 1884-1913. Nguyên nhân bùng nổ, thực dân Pháp tăng cường chính sách cướp bóc và bình định quân sự. Nhu cầu bảo vệ lợi ích cụ thể trước mắt buộc nông dân Yên Thế phải vùng dậy. Lãnh tụ, từ năm 1884 đến năm 1892 là Đề Nắm, từ năm 1893 là Đề Thám. Giai đoạn từ năm 1884 đến năm 1892, nghĩa quân hoạt động riêng đã đẩy lùi nhiều cuộc hành quân càn quét của địch. Năm 1891, nghĩa quân mở rộng hoạt động sang Phủ Lạng Thương. Trước những đợt tấn công mới của địch, nghĩa quân rút dần lên Đồng Hơm, sau đó hình thành 7 hệ thống công sự ở vùng Bắc Yên Thế. Tháng 3 năm 1892, 2.200 quân Pháp gồm nhiều binh chủng tấn công căn cứ của nghĩa quân. Lực lượng nghĩa quân bị thiệt hại nặng, Đề Nắm bị sát hại tháng 4 năm 1892. Giai đoạn từ năm 1893 đến 1897, Đề Thám tìm cách giảng hòa với Pháp để củng cố lực lượng. Nghĩa quân lạc mưu bắt một tên điền chủ người Pháp. Chính quyền thực dân phải giảng hòa, nộp tiền chuộc, rút khỏi Yên Thế, cho Đề Thám cai quản 4 tổng Yên Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thượng. Không lâu sau, thực dân Pháp bội ước tổ chức tấn công, nghĩa quân phải chia nhỏ thành từng toán, trà trộn vào dân để hoạt động. Cuộc giảng hòa lần thứ hai, thực dân Pháp muốn chấm dứt xung đột để tiến hành khai thác. Để bảo toàn lực lượng, Đề Thám xin giảng hòa tháng 12 năm 1897 và phải tuân thủ những điều kiện ngặt nghèo. Giai đoạn từ năm 1898 đến năm 1908, tranh thủ thời gian hòa hoãn 10 năm, nghĩa quân vừa sản xuất vừa tập luyện quân sự. Đội quân của Đề Thám 200 người rất tinh nhuệ, thiện chiến. Căn cứ Yên Thế trở thành nơi hội tụ của những nghĩa sĩ yêu nước từ khắp nơi kéo về đây. B lớn, câu hỏi trắc nghiệm chương 2. Câu 1. Chính sách nào của nhà Nguyễn trong nửa đầu thế kỷ 19 đã khiến nước ta cô lập với nước ngoài? A. Trọng nông ức thương. B. Chỉ nông vi bản. C. Ngụ binh ư nông. D. Bế quan tỏa cảng. Đáp án D. Bế quan tỏa cảng. Câu 2. Tình hình chung của các nước Đông Nam Á đến giữa thế kỷ 19 là A. Giữ vững được độc lập chủ quyền. B. Hầu hết đều bị bọn thực dân phương Tây xâm lược. C. Có quan hệ bình đẳng với các nước phương Tây. D. Phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Đáp án B. Hầu hết đều bị bọn thực dân phương Tây xâm lược. Câu 3. Trước khi thực dân Pháp xâm lược vào giữa thế kỷ 19, chế độ phong kiến Việt Nam A. Đang trên đà phát triển. B. Có những biểu hiện suy yếu, khủng hoảng trầm trọng. C. Ở đỉnh cao của sự cường thịnh. D. Sụp đổ hoàn toàn, thay vào đó là chế độ tư bản chủ nghĩa. Đáp án D. Có những biểu hiện suy yếu, khủng hoảng nghiêm trọng. Câu 4. Trong bối cảnh hầu hết các nước phương Đông đều bị thực dân phương Tây xâm lược, tình thế của Việt Nam vào giữa thế kỷ 19 là A. Không bị ảnh hưởng trực tiếp của cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa của các nước tư bản. B. Đứng trước nguy cơ bị thực dân phương Tây xâm lược. C. Nền độc lập tự do của Việt Nam bị đe dọa nghiêm trọng. D. Ý B và C đúng. Đáp án D. Ý B và C đúng. Ý B. Đứng trước nguy cơ bị thực dân phương Tây xâm lược. Ý C.
nền độc lập tự do của Việt Nam bị đe dọa nghiêm trọng. Câu 5. Tư bản Pháp đã chớp cơ hội nào để can thiệp vào tình hình Việt Nam vào cuối thế kỷ 18? A. Chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng và tan rã. B. Nguyễn Ánh cầu cứu các thế lực ngoại bang trong cuộc chiến tranh với Tây Sơn. C. Việt Nam mở cửa cho các thương nhân, giáo sĩ nước ngoài đến buôn bán và truyền đạo. D. Liên minh Tây Ban Nha và Hà Lan tấn công vào cảng biển của nước ta. Đáp án B. Nguyễn Ánh cầu cứu các thế lực ngoại bang trong cuộc chiến tranh với Tây Sơn. Câu 6. Để mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược nước ta, thực dân Pháp mở cuộc tấn công vào đâu? A. Đà Nẵng. B. Huế. C. Sài Gòn Gia Định. D. Hà Nội. Đáp án A. Đà Nẵng. Câu 7. Ngày 17 tháng 2 năm 1859, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Việt Nam? A. Pháp nổ súng đánh vào kinh thành Huế. B. Pháp nổ súng đánh vào thành Gia Định. C. Pháp nổ súng đánh vào Sơn Trà, Đà Nẵng. D. Pháp nổ súng đánh vào Nha Trang. Đáp án B. Pháp nổ súng đánh thành Gia Định. Câu 8. Thực dân Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ vào thời gian nào? A. Từ 20 đến 24 tháng 6 năm 1867. B. Từ 20 đến 26 tháng 6 năm 1867. C. Từ 20 đến 24 tháng 6 năm 1868. D. Từ 20 đến 26 tháng 6 năm 1868. Đáp án câu A. Từ 20 đến 24 tháng 6 năm 1867. Câu 9. Nguyên cớ mà thực dân Pháp đưa ra để tấn công xâm lược Việt Nam là: A. Bên vực đạo Thiên Chúa bị khủng bố, triều đình nhà Nguyễn không nhận quốc thư làm nhục quốc thể nước Pháp. B. Khai hóa văn minh cho nhân dân Việt Nam. C. Triều đình nhà Nguyễn chỉ có quan hệ buôn bán với Hà Lan. D. Việt Nam đang đe dọa quyền lợi của Pháp ở Đông Nam Á. Đáp án A. Bên vực đạo Thiên Chúa bị khủng bố, triều đình nhà Nguyễn không nhận quốc thư làm nhục quốc thể nước Pháp. Câu 10. Năm 1857, ai đã thành lập Hội đồng Nam Kỳ tại Pháp để bàn cách can thiệp vào nước ta? A. Louis XVI. B. Napoleon III. Bernadette Behani, Bá Đa Lộc. D. Trigonde Genui. Đáp án B. Napoleon III. Câu 11. Tương quan so sánh lực lượng giữa quân Pháp và triều đình nhà Nguyễn tại mặt trận Đà Nẵng là: A. Triều đình nhà Nguyễn yếu, quân Pháp mạnh. B. Xét về mọi mặt thì lực lượng của triều đình nhà Nguyễn không chênh lệch nhiều so với quân Pháp. C. Triều đình nhà Nguyễn mạnh, quân Pháp yếu. D. Lực lượng hai bên ở thế cân bằng. Đáp án B. Xét về mọi mặt thì lực lượng của triều đình nhà Nguyễn không chênh lệch nhiều so với quân Pháp. Câu 12. Quân Pháp chọn Đà Nẵng làm điểm tấn công đầu tiên vì: A. Đà Nẵng có vị trí quân sự quan trọng. B. Đà Nẵng có hải cảng rộng và sâu, thuận tiện cho tàu chiến ra vào. C. Đà Nẵng là cổ họng của kinh thành Huế, chiếm được Đà Nẵng sẽ dễ dàng chiếm được Huế, sớm kết thúc chiến tranh. D. Tất cả các ý trên. Đáp án C. Đà Nẵng là cổ họng của kinh thành Huế, chiếm được Đà Nẵng sẽ dễ dàng chiếm được Huế, sớm kết thúc chiến tranh. Câu 13.
Chiến thuật đối phó của Nguyễn Tri Phương tại mặt trận Quảng Nam - Đà Nẵng là: A. Đắp lũy phòng thủ, không cho quân Pháp tiến sâu vào nội địa, kêu gọi nhân dân thực hiện vườn không, nhà trống. B. Tập trung lực lượng chủ động tấn công quân Pháp. C. Tạm thời rút toàn bộ lực lượng về bảo vệ kinh thành Huế. D. Cử người sang thương thuyết, nghị hòa với thực dân Pháp. Đáp án: A. Đắp lũy phòng thủ, không cho quân Pháp tiến sâu vào nội địa, kêu gọi nhân dân thực hiện vườn không, nhà trống. Câu 14. Đầu năm 1860, triều đình nhà Nguyễn đã bỏ qua cơ hội nào để phản công địch? A. Khi quân Pháp rơi vào tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm. B. Quân đội triều đình được tăng cường về số lượng và trang bị vũ khí mới. C. Quân Pháp còn khoảng 1.000 tên vì phải chia sẻ lực lượng cho các chiến trường khác. D. Phong trào kháng chiến của nhân dân bùng nổ mạnh mẽ. Đáp án: C. Quân Pháp còn khoảng 1.000 tên vì phải chia sẻ lực lượng cho các chiến trường khác. Câu 15. Pháp chọn Gia Định là mục tiêu tấn công sau thất bại tại Đà Nẵng vì: A. Gia Định là vựa lúa của triều đình Huế, có hệ thống giao thông đường thủy thuận lợi. B. Từ Gia Định có thể đi theo đường sông tấn công xâm lược Campuchia một cách dễ dàng. C. Muốn đi trước Tư Bản Anh trong việc chạy đua đánh chiếm Sài Gòn. D. Tất cả ba ý trên đều đúng. Đáp án: D. Cả ba ý trên đều đúng. Ý A. Gia Định là vựa lúa của triều đình Huế, có hệ thống giao thông đường thủy thuận lợi. Ý B. Từ Gia Định có thể đi theo đường sông tấn công xâm lược Campuchia một cách dễ dàng. Ý C. Muốn đi trước Tư Bản Anh trong việc chạy đua đánh chiếm Sài Gòn. Câu 16. Người cầm đầu phái chủ chiến trong triều đình Huế là: A. Thượng thư bộ binh Tôn Thất Thuyết. B. Phan Thanh Giản. C. Phan Đình Phùng. D. Ông Ích Khiêm. Đáp án: A. Thượng thư bộ binh Tôn Thất Thuyết. Câu 17. Nguyên nhân trực tiếp nhất làm cho cuộc khởi nghĩa Ba Đình của Đinh Công Tráng bị thất bại là do: A. Không được nhân dân ủng hộ. B. Pháp dùng chiến thuật vây hãm, tập trung đại bác bắn vào căn cứ. C. Nghĩa quân sử dụng chiến thuật phòng ngự bị động với việc lập chiến tuyến cố thủ trên một địa bàn hẹp. D. Lực lượng nghĩa quân ít, vũ khí thô sơ. Đáp án: C. Nghĩa quân sử dụng chiến thuật phòng ngự bị động với việc lập chiến tuyến cố thủ trên một địa bàn chật hẹp. Câu 18. Hiệp ước 1874 là: A. Một bước tiến trong việc giành lại toàn vẹn lãnh thổ của triều đình nhà Nguyễn. B. Một bước mới trên con đường đầu hàng của giai cấp phong kiến Việt Nam. C. Là sự nhân nhượng cần thiết để bảo vệ tính mạng của nhân dân Bắc Kỳ. D. Đánh dấu mốc khởi đầu sự phát triển của các cảng biển Thị Nại, Ninh Hải và cảng Sông Hồng. Đáp án: B. Một bước mới trên con đường đầu hàng của giai cấp phong kiến Việt Nam. Câu 19. Chiến thắng Cầu Giấy 21 tháng 12 năm 1873 của nhân dân Hà Nội có ý nghĩa là: A. Buộc quân Pháp phải rút khỏi miền Bắc và ký hiệp ước giáp tuất. B. Giúp triều đình Huế thay đổi thái độ và chiến lược đối phó với thực dân Pháp tích cực hơn. C. Làm cho tinh thần quân Pháp hoang mang, run sợ, nhân dân miền Bắc phấn khởi và thời cơ thuận lợi để tiêu diệt quân Pháp ở miền Bắc xuất hiện. D. Đập tan hoàn toàn ý chí xâm lược miền Bắc của Pháp. Đáp án: C.
làm cho tinh thần quân Pháp hoang mang, run sợ. Nhân dân miền Bắc phấn khởi và thời cơ thuận lợi để tiêu diệt quân Pháp ở miền Bắc xuất hiện. Câu 20. Từ sau hai hiệp ước, nhân dân ta đã A. Hoàn toàn tê liệt, không dám vùng lên đấu tranh. B. Nuôi chí chờ thời cơ, sẵn sàng đứng lên chống xâm lược. C. Phối hợp với từng lớp quan lại phong kiến, tổ chức đánh Pháp trên quy mô rộng. D. Chờ đợi sự thay đổi trong quyết sách của triều đình Nguyễn. Đáp án B. Nuôi chí chờ thời cơ, sẵn sàng đứng lên chống xâm lược. Câu 21. Phong trào kháng chiến của nhân dân ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ cuối cùng bị thất bại là do A. Không lôi kéo được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. B. Tương quan lực lượng quá chênh lệch và bị triều đình bỏ rơi. C. Những người chỉ huy khởi nghĩa còn bị ràng buộc với tư tưởng trung quân ái quốc. D. Không có sự phối hợp với nhân dân ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Đáp án B. Tương quan lực lượng quá chênh lệch và bị triều đình bỏ rơi. Câu 22. Từ năm 1867 đến năm 1873, trong triều đình Huế, A. Đã có sự phân hóa bước đầu giữa phái chủ chiến và phái chủ hòa. B. Quyết tâm chiến đấu đến cùng là chủ trương của khá đông các đại thần. C. Vấn đề được quan tâm hàng đầu là phải giành lại từ tay Pháp 6 tỉnh đã mất. D. Diễn ra cuộc đấu tranh về chủ trương tôn giáo. Đáp án A. Đã có sự phân hóa bước đầu giữa phái chủ chiến và phái chủ hòa. Câu 23. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy năm 1883-1892 là A. Đinh Công Tráng, B. Phan Đình Phùng, C. Tôn Thất Thuyết, D. Nguyễn Thiện Thuật. Đáp án D. Nguyễn Thiện Thuật. Câu 24. Những hành động của triều đình Huế sau khi ký hiệp ước 1862 là A. Tích cực chuẩn bị lực lượng phòng thủ ở ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ. B. Đàn áp khởi nghĩa nông dân ở miền Bắc, ngăn trở phong trào kháng chiến ở miền Nam, tiếp tục điều đình với Pháp. C. Cử người sang Trung Quốc cầu viện nhà Thanh giúp đỡ. D. Kêu gọi nhân dân và các sĩ phu giúp đỡ triều đình đánh Pháp. Đáp án B. Đàn áp phong trào khởi nghĩa nông dân ở miền Bắc, ngăn trở phong trào kháng chiến ở miền Nam, tiếp tục điều đình với Pháp. Câu 25. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất diễn ra A. Ngày 21 tháng 11 năm 1873. B. Ngày 21 tháng 12 năm 1873. C. Ngày 12 tháng 12 năm 1873. D. Ngày 12 tháng 11 năm 1874. Đáp án B. Ngày 21 tháng 12 năm 1873. Câu 26. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu phong trào kháng chiến của nhân dân miền Nam là A. Khởi nghĩa Đỗ Trình Thoại, B. Khởi nghĩa Thủ Khoa Huân, C. Khởi nghĩa Thiên Hộ Dương, D. Khởi nghĩa Trương Định. Đáp án D. Khởi nghĩa Trương Định. Câu 27. Thực hiện mưu đồ đánh chiếm Bắc Kỳ, thực dân Pháp đã A. Cử đại úy Charnier mang quân ra Bắc, hội quân với D.P. ở Hà Nội. B. Mua chuộc tổng đốc thành Hà Nội và quân lính bảo vệ thành. C. Tiến hành gây rối, khiêu khích vũ trang. D. Tập trung toàn bộ binh lực để bao vây thành Hà Nội. Đáp án A. Cử đại úy Charnier mang quân ra Bắc, hội quân với D.P. ở Hà Nội. Câu 28. Động cơ thúc đẩy các quan lại sĩ phu đề nghị cải cách duy tân ở Việt Nam vào cuối thế kỷ 19 là A.
xuất phát từ những tư tưởng tiến bộ, muốn thay đổi hoàn toàn chế độ phong kiến Việt Nam. B. Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, muốn điều hòa mâu thuẫn đang gay gắt giữa nông dân với triều đình phong kiến nhà Nguyễn. C. Xuất phát từ lòng yêu nước, muốn duy tân, đổi mới đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, để đối phó với âm mưu xâm lược bên ngoài. D. Xuất phát từ tư tưởng tiến bộ, muốn thay đổi chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến. Đáp án C. Xuất phát từ lòng yêu nước, muốn duy tân, đổi mới đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, để đối phó với âm mưu xâm lược bên ngoài. Câu 29. Ngày 25 tháng 8 năm 1883, được ghi nhận trong lịch sử với sự kiện A. Pháp buộc phải rút quân khỏi Thuận An vô điều kiện. B. Triều đình Huế tổ chức thành công cuộc phản công quân Pháp tại Thuận An. C. Triều đình nhà Nguyễn ký với Pháp hiệp ước Hắc Măng. Từ đây, Việt Nam hoàn toàn là thuộc địa của Pháp. D. Đô đốc Quốc B tử trận. Đáp án C. Triều đình nhà Nguyễn ký với Pháp hiệp ước Hắc Măng. Từ đây, Việt Nam hoàn toàn là thuộc địa của Pháp. Câu 30. Những người lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương là A. Các quan võ trong triều đình nhà Nguyễn. B. Những người tài giỏi trong quần chúng lao động. C. Giai cấp địa chủ phong kiến Việt Nam. D. Các văn thân sĩ phu yêu nước. Đáp án D. Các văn thân sĩ phu yêu nước. Câu 31. Cuộc tấn công vào Kinh Thành Huế diễn ra vào A. Rạng sáng ngày 5 tháng 7 năm 1885. B. Đêm mùng 4 rạng ngày 5 tháng 7 năm 1885. C. Ngày 7 tháng 5 năm 1885. D. Đêm mùng 5 tháng 7 năm 1885. Đáp án B. Đêm mùng 4 rạng ngày 5 tháng 7 năm 1885. Câu 32. Thực dân Pháp tổ chức tấn công vào Huế vào thời điểm A. Quân đội nhà Nguyễn đang tập trung lực lượng ở Bắc Kỳ. B. Vua Tự Đức đang vi hành. C. Vua Tự Đức vừa qua đời, triều đình còn đang bận rộn chọn người kế vị. D. Triều đình nhà Nguyễn sơ hở, mất cảnh giác. Câu 33. Năm 1872, Viện Thương Bạc, cơ quan đối ngoại của triều đình Huế, đã đưa ra những đề nghị là A. Mở cửa biển Đà Nẵng, Ba Lạc, Đồ Sơn để thông thương với bên ngoài. B. Chấn chỉnh bộ máy quan lại, cải cách giáo dục. C. Mở mang việc khai mỏ, đóng tàu. D. Huấn luyện quân đội theo lối mới. Đáp án A. Mở cửa biển Đà Nẵng, Ba Lạc, Đồ Sơn để thông thương với bên ngoài. Câu 34. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai diễn ra vào ngày tháng năm nào? A. 15 tháng 9 năm 1883. B. 19 tháng 5 năm 1882. C. 19 tháng 5 năm 1883. D. 15 tháng 9 năm 1882. Đáp án C. 19 tháng 5 năm 1883. Câu 35. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được coi là tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương vì A. Nó có quy mô rộng lớn, trình độ tổ chức cao, thời gian tồn tại 10 năm. B. Nó tồn tại trong thời gian dài và nghĩa quân đã chế tạo thành công súng trường theo mẫu của Pháp. C. Nó đã liên kết, tập hợp lực lượng trên một quy mô lớn và phát triển thành phong trào toàn quốc. D. Nó đã dương cao khẩu hiệu Cần Vương. Đáp án A. Nó có quy mô rộng lớn, trình độ tổ chức cao, thời gian tồn tại 10 năm.
Câu 36. Cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn nhất trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ 19 là A. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê của Phan Đình Phùng. B. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình của Đinh Công Tráng. C. Cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh của Tống Duy Tân. D. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy của Nguyễn Thuyện Thuật. Đáp án A. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê của Phan Đình Phùng. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.